Trên tay mình đây là iOS 15.6 beta 1 dành cho các nhà phát triển. Và let's Mới đây, Apple đã phát hành bản iOS 15.6 beta 1 dành cho các nhà phát triển. Cùng với đó cũng đã ra mắt được bản iOS 15.6 Public Beta dành cho những ai đã đăng ký bản Public Beta. Và như chúng ta thấy thì iOS 15.6 Beta 1 lần này có dung lượng là 6.19 GB. Thì đây là một dung lượng khá là lớn, là coi như chúng ta từ một bản chính thức lên một bản Beta thì chúng ta coi như là cài lại bản iOS luôn, nên là chúng ta sẽ thấy rất là lớn. Cùng với sự ra mắt của iOS 15.6 Beta 1 lần này thì Apple cũng phát hành bản iPadOS 15.6 Beta 1, WatchOS 8.7 Beta 1, tvOS 15.6 Beta 1, macOS 12.5 Beta 1 và HomePodOS 15.6 Beta 1, và tất cả những bản update này đều đã được ra mắt dành cho những ai đang sử dụng Beta. Ok, bây giờ chúng ta cùng check mã build của iOS 15.6 Beta 1 lần này nha. Rồi, chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Rồi chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung và giới thiệu. Mã build chúng ta là 19G5027E. Chữ E ở cuối là cho chúng ta thấy, cho biết là coi như là bản update này sẽ khá là ngắn. Thì theo như mình nghĩ là khoảng tới tháng 6 là sẽ xong bản iOS 15.6, nghĩa là tới cái WWDC sắp tới á, thì bản iOS 15.6 này sẽ được ra mắt chính thức luôn. Ok, trong bản update này sẽ có modem update, nên là những ai có gặp vấn đề gì các kết nối như là wifi, bluetooth, 3G, 4G thì trong bản update này đều đã được sửa lỗi. Có gì mới trong bản update lần này? Thì trong bản update này chúng ta sẽ thấy trong mã code của iOS 15.6 beta 1 thì chúng ta sẽ có một cái cài đặt là có thể cho chúng ta ẩn cái phần mà tìm kiếm emoji. Thì như các bạn biết thì đây là cái phần mà emoji và có sẽ có một cái lựa chọn nào đó để các bạn có thể mà ẩn cái thanh tìm kiếm này đi. Nó hơi khó chịu cho các bạn nếu các bạn có thể ẩn đi. Hiện tại thì các bạn cái này nó sẽ có trong mã code thôi, các bạn có thể hiện tại là chưa thấy được ở phía bên ngoài. Thì trong bản code của iOS 15.6 là đã có rồi. Còn mình mong là có thể ẩn được cái này thì cũng được. Ok, điểm kế tiếp chúng ta sẽ nói tới đó chính là về phần trợ năng. Thì trong tương lai của các bản iOS cũng như là về phần cứng, cũng như là về cái machine learning, thì chúng ta sẽ thấy có một số cái cải thiện liên quan tới trợ năng. Thì nếu các bạn vào trang web của Apple á, và các bạn sẽ thấy là Apple đã cho phép những cái trợ năng, những tính năng trợ năng á, kết hợp với sức mạnh của phần cứng, phần mềm và cả AI luôn. Thì các bạn sẽ thấy được những tính năng trợ năng như Apple đã giới thiệu trước. Và trong tương lai mình không biết là có thể có trong iOS 16 hay không, hoặc là có thể là iOS 15.6 này sẽ được ra mắt hết tất cả thì sao, thì hiện tại thì mình chưa biết. Ví dụ như các bạn có thể thấy là tính năng phát hiện chuông cửa dành cho những ai mà bị khuyết tật ở mắt và cũng hoặc là không có nhìn thấy được, thì tính năng này nó sẽ khá là hay để khi mà ví dụ như cái tiếng chuông cửa mà nó reo lên thì cái iPhone nó sẽ báo một tín hiệu này đó, ví dụ báo một cái tín hiệu nào đó. Thì ở đây có một cái video mà để các bạn có demo cho các bạn xem, thì các bạn có thể xem trên đó. Cũng như là về cho những cái Apple Watch nữa, những ai đang sử dụng Apple Watch thì sẽ có được những tính năng mà gọi là pinch đó. Thì các bạn có thể gọi là tạo ra những cái hành động cực nhanh dành cho những người mà có khuyết tật. Đó là những tính năng sắp tới. Ví dụ các bạn thấy là double pinch đó, nghĩa là pinch là phóng giống như này, nên là pinch phóng lên hai lần thì nó sẽ tiếp tục bài tập thể thao chẳng hạn. Và một tính năng nữa đó chính là live caption. Thì cái live caption này thì đã có trên những cái thiết bị Android rồi, thì các bạn có thể là nói chung là nó giống như là một cái dạng gọi là dòng sub vậy á. Khi các bạn dùng iPhone thì nếu mà các bạn có khả năng khó khăn nào đó và về đọc này nọ thì các bạn có thì trên FaceTime thì có tính năng gọi là live caption đó. Nó sẽ ghi lại những cái dòng phụ đề trực tiếp ngay trên FaceTime luôn, thì các bạn có thể đọc trên cái dòng phụ đề đó.
thì ở đây cũng có video để cho các bạn để xem. Và cả voiceover thêm được nhiều ngôn ngữ mới nữa, được thêm 20 ngôn ngữ mới, ví dụ như là Balinese rồi thêm và cả Việt Nam nữa nè, có tiếng Việt cho sắp tới luôn nha. Thì trong tương lai thì voiceover sẽ có thêm tiếng Việt, thì mong rằng là chúng ta sẽ biết được cái tiếng Việt. Mình càng mong hơn là Siri sẽ có tiếng Việt nữa. Ok, và đó là những điểm mới liên quan tới về trợ năng và về cái những mã code có trong sắp tới cho bản update này. Ngoài ra thì trong bản update này thì theo như bản ghi chú của Apple thì chỉ có một điểm sửa lỗi duy nhất. Một điểm lỗi duy nhất trong bản update này thôi. Thì nếu khi mình vào cái phần note ghi chú của Apple thì các bạn thấy là chỉ có một lỗi liên quan tới Xcode thôi. Xcode 13.4 sẽ không thể nào mà process iOS 15.6 beta dành cho những ai đang sử dụng những thiết bị mà iOS 15.6. Thì cái cách sửa lỗi ở đây là các bạn có thể dùng phiên bản trước của Xcode là iOS 13.3.1 thì nó sẽ sửa lỗi điều đó. Vậy thôi, trong bản note này chỉ có nhiêu đó thôi và không còn gì khác nữa. Ok, về hiệu năng chúng ta thấy có 1573 điểm đơn nhân và 4090 điểm đa nhân, thì điểm này cũng khá là ok. Với mình thì cảm thấy mượt mà, không có giật lag gì cả. Thì các bạn có thể update lên bản iOS 15.6 để trải nghiệm, mặc dù chỉ bản update này gần như là không có điểm gì mới, cũng như là chỉ hầu như sửa lỗi thôi. Rồi, và đó là những gì có trong bản iOS 15.6 beta 1 dành cho các nhà phát triển. Và nếu các bạn thích wallpaper lần này thì mình để dưới phần mô tả để các bạn tải về điện thoại các bạn nha. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chào tạm biệt.